Xin chào quý vị, đang đến với kênh VN YouTuber. Thưa quý vị, sau khi Campuchia tuyên bố rút khỏi tam giác phát triển với Việt Nam và Lào, trên truyền thông mạng xã hội Trung Quốc có người bình luận cho rằng động thái này của Cam là một mũi tên trúng ba con chim. Bài viết nói: "Hiện nay nội bộ khối ASEAN xảy ra một việc lớn là thủ tướng Campuchia tuyên bố rút khỏi khuôn khổ hợp tác tam giác phát triển với Lào và Việt Nam. Quyết định rút lui này đã gây ra những chấn động khiến giới quan sát bên ngoài thậm chí ví von nó với quyết định rút khỏi Liên minh châu Âu của nước Anh mấy năm trước. Được biết, khuôn khổ hợp tác tam giác phát triển ký kết năm 1999 đến 2004 thì có hiệu lực thực tế, đã trải qua 25 năm phát triển. Khi ba nước ký kết thỏa thuận này, chủ yếu là để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới. Theo hiệp định, nhân dân các tỉnh tiếp giáp của ba nước có thể tự do qua lại nước kia để triển khai hoạt động kinh tế thương mại. Từ đặc điểm này có thể thấy, hiệp định này có ý nghĩa như một hiệp định tự do buôn bán, cho nên có lợi ích nhất định đối với ba nước. Vậy mà vì sao Campuchia lại rút lui? Theo lý giải của phía Campuchia, quyết định rút lui một mặt là vì từ khi ký kết hiệp định đến nay, họ đã luôn gặp phải công kích của phe đối lập. Phe đối lập nói rằng hiệp định không mang lại những lợi ích kỳ vọng cho Campuchia. Từ tháng 7 năm nay, ở trong và ngoài nước Campuchia, xảy ra không ít hoạt động phản đối, yêu cầu Hunmanet kết thúc hiệp định này Mặt khác, thông qua cân nhắc đánh giá kỹ lưỡng, Campuchia cho rằng hiệp định này đã đạt được mục tiêu đặt ra lúc ban đầu, hiện nay ba nước đã có năng lực độc lập phát triển nên không cần phải tiếp tục duy trì nữa. Tuy nhiên, sau khi Campuchia rút lui, giới quan sát bên ngoài số đông cho rằng quyết định này không sáng suốt. Các nhà phân tích chỉ ra rằng quyết định này sẽ làm tổn hại địa vị của Campuchia trong khối ASEAN và gây căng thẳng hơn cho tình hình khu vực. Tiếp theo đây, campuchia rất có thể bị cô lập và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của nước này tuy nhiên bất cứ việc gì cũng đều có hai mặt campuchia lần này quyết định rút lui đích thực sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của nước này với lào và việt nam đặc biệt là quan hệ với việt nam vốn đã rất nhạy cảm sau lần rút lui này hai bên sẽ càng căng thẳng hơn nhưng nói đi cũng phải nói lại quyết định rút lui này cũng có chỗ tốt phân tích kỹ lưỡng thì campuchia đi nước cờ này có thể gọi là một mũi tên trúng ba con chim. Con chim thứ nhất là chính quyền Hun Manet tương kế tiểu kế đem trách nhiệm của quyết định rút lui này đặt lên phe đối lập. Từ hiệu quả thực thi của hiệp định này thì đích thực là không mang lại nhiều lợi ích cho Campuchia, cho nên không loại trừ là chính bản thân chính quyền Hun Manet cũng muốn rút lui. Tuy nhiên, nếu quyết định rút lui này là do chính quyền Hun Manet đơn phương đưa ra thì tất sẽ gây ra tranh cãi, như vậy sẽ phải hứng chịu không ít áp lực dư luận. Nhưng nếu quyết định này là do phe đối lập ép chính quyền Hun Manet thực hiện, thì cho dù có người bất mãn, cũng sẽ chĩa sự tức giận vào phe đối lập. Lần này chính quyền Hun Manet rút khỏi hợp tác là thuận nước đẩy thuyền, chẳng những rút khỏi một nhóm không giúp ích lợi gì nhiều cho Campuchia, mà lại còn giúp bịt miệng được phe đối lập. Con chim thứ hai là có thể giảm sự phụ thuộc của Campuchia vào Việt Nam trong phát triển kinh tế. Sau quyết định rút lui này, phản ứng trong quốc nội Campuchia không lớn, nhưng phản ứng của Việt Nam rất mạnh. Các học giả Việt Nam nói rằng hành động này của Campuchia khiến người ta kinh ngạc rằng đây là sự nhượng bộ của chính quyền Hunmanet trước phe đối lập, ẩn ý là rất mềm yếu. đằng sau ngôn luận này thực ra Việt Nam muốn giữ Campuchia trong cơ chế hợp tác và luôn giữ chủ đạo trong phát triển kinh tế trong khu vực ba biên giới. đứng ở góc độ Campuchia, sự phát triển kinh tế trong nước phụ thuộc rất nhiều vào Việt Nam nên rủi ro cho bản thân rất lớn vì thế cần phải cởi bỏ sự phụ thuộc này kỳ thực những năm này campuchia đang tích cực đi nước cờ này không lâu trước đây campuchia đã hợp tác với trung quốc để đào kênh phủ nam techo Con kênh này có ý nghĩa rất lớn với campuchia có thể giảm sự phụ thuộc vào việt nam trong việc vận tải biển ngoại thương tương tự với quyết định rút lui lần này sau khi kênh đào phủ nam bắt đầu khởi công những tiếng nói phản đối của việt nam dồn dập như từng đợt sóng rất rõ ràng là việt nam không hài lòng với những động thái này của Campuchia nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể ngậm bồ hoàn làm ngọt. Con chim thứ ba là Campuchia có thể tăng cường quan hệ kinh tế thương mại với Trung Quốc. Sau khi rút lui khỏi Tam giác phát triển, Campuchia có thể có nhiều quyền tự chủ và không gian hơn trong hợp tác kinh tế. Rút khỏi Tam giác phát triển, Campuchia khẳng định sẽ tìm một đối tác hợp tác lớn mạnh có nền kinh tế hùng mạnh. Hiện nay thấy rằng Trung Quốc là lựa chọn tốt nhất vì mấy lý do. Một là quan hệ cam chung rất tốt trong hợp tác không có trở ngại chính trị. Hai là so với Việt Nam, tiềm lực thị trường và quy mô kinh tế thương mại của Trung Quốc lớn hơn nhiều. Bất kể là doanh nghiệp Trung Quốc đến Campuchia đầu tư hay là sản phẩm của Campuchia xuất khẩu vào Trung Quốc, thì hợp tác với Trung Quốc, Campuchia cũng thu được nhiều lợi hơn. Thông qua một loạt thao tác này của Campuchia có thể thấy rằng vẫn là bố cục của Trung Quốc vẫn cao minh hơn. Có một số nước lớn luôn muốn dựa vào thực lực của bản thân hoặc là một số con bài nào đó để cưỡng bức một số nước nhỏ chọn phe. Còn Trung Quốc từ xưa đến nay không làm chính trị cường quyền, không can thiệp nội chính của nước khác mà tích cực giúp đỡ các nước khác phát triển kinh tế, khiến họ vui vẻ thân cận với Trung Quốc và cùng nhau ngồi lên cỗ xe kinh tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bình luận đăng trên trang Tencent về quyết định rút khỏi hợp định hợp tác tam giác phát triển của Campuchia. Trong ba con chim mà người tác giả này nêu ra thì con thứ nhất là nói theo quan điểm công khai của Campuchia. Điểm này trong video đưa tin về việc Campuchia rút lui khỏi hiệp định hợp tác, tôi đã có bình luận, nay không bàn thêm. Con chim thứ hai của tác giả nêu ra là nhằm giảm sự phụ thuộc vào Việt Nam. Tác giả cũng liên hệ đến việc đào kênh để giảm phụ thuộc vào Việt Nam. Ở trong chừng mực nào đó, ý này tôi cũng đồng tình, vì giống như Việt Nam nhiều năm bàn công khai chủ đề làm sao thoát chung thì ở Campuchia do xu hướng thù ghét người Việt trong tâm lý người Campuchia, họ cũng không thích việc phụ thuộc nhiều vào Việt Nam. Tâm lý muốn giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài là một mong muốn chính đáng, cho nên từ khi Campuchia quyết định đào kênh, Việt Nam chỉ bày tỏ mong muốn Campuchia hợp tác để đánh giá tác động môi trường có thể gây ảnh hưởng đến vùng hạ lưu là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, chứ không hề hống hách, kẻ cả để ngăn cản Campuchia. Đó là thái độ chính thức của chính phủ Việt Nam. Tất nhiên cũng có một bộ phận cư dân mạng Việt Nam có thái độ không chừng mực lắm đã vào tấn công trang mạng xã hội của ông Hun Sen hoặc là công kích Campuchia trên mạng xã hội, khiến người nước khác cảm tưởng như con kênh đào của Campuchia đã điểm trúng huyệt của Việt Nam nên Việt Nam dễ nảy lên để phản đối. Trong việc Campuchia rút lui khỏi khuôn khổ hợp tác tam tác phát triển, Việt Nam chưa nêu quan điểm chính thức nhưng chiều hướng cũng là không biểu hiện gì gai gắt. Bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mới đây Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Đông Dương có gặp nhau cùng ăn sáng làm việc. Tại cuộc gặp này, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuyệt nhiên không đã động gì đến quyết định rút lui khỏi tam giác phát triển của Campuchia vừa công bố trước đó vài hôm. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia chủ động nêu vấn đề và khẳng định việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển không ảnh hưởng đến các cơ chế hợp tác khác cả về song phương và đa phương giữa ba nước. Cho nên tôi nghĩ thay vì biểu lộ hung hăng hay hậm hực nhà nước Việt Nam sẽ suy nghĩ các đối sách khác âm thầm nhưng hiệu quả hơn để khắc phục các tác hại nếu có của những động thái này của Campuchia và thậm chí có thể tìm cách tận dụng những động thái này. Con chim thứ ba thì có vẻ chỉ nhằm đánh bóng và khoác lác về Trung Quốc. Trước hết, nó đã sai ngay ở tiền đề vì cho rằng việc Campuchia rút khỏi tam giác phát triển giống như nước Anh rút khỏi EU. Do nhầm lẫn rằng khuôn khổ tam giác phát triển giống như cơ chế của Liên minh châu Âu, nên người ta mới cho rằng sau khi rút khỏi khuôn khổ này thì Campuchia rộng tay hơn trong hợp tác kinh tế với các nước khác. Còn đoạn sau khoe khoang về Trung Quốc thì chỉ thuần túy là nói khoác, tự hào thái quá về bản thân. Trong video trước có tên Mạng Trung Quốc nói nếu Việt Nam đánh Campuchia thì Trung Quốc có cứu cam không? Bốn người ở bốn nước khác nhau là Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Philippines đều khẳng định Trung Quốc là một nước ích kỷ, làm gì cũng tính lợi ích của mình trước tiên, chứ chả bao giờ giúp đỡ ai vô tư. Nếu Trung Quốc vĩ đại như người tác giả bài viết này nói, thì tại sao trên trường quốc tế hình ảnh Trung Quốc lại xấu như thế? Người Trung Quốc luôn nói họ không bắt kẻ khác phải chọn phe, nhưng tôi chỉ xin đơn cử là mỗi lần Việt Nam và Mỹ có sự kiện ngoại giao nào, thì các mạng xã hội Trung Quốc lại tràn ngập những bình luận phỏng đoán xem Việt Nam và Mỹ có trở nên thân cận nhau không, hoặc là đưa những tuyên bố kiểu dọa nạt rằng nếu Việt Nam thân Mỹ thì Trung Quốc có thể làm thế này, thế kia để ứng phó, trừng phạt. Vậy đó không phải là tư duy pha giáp thì là gì? Chương trình hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.